Chào các em học sinh. Hôm nay là chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng trong chương trình đại số lớp 8, đó là chương số 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Thì trong cái phần này thì kiến thức đầu tiên chúng ta sẽ làm quen tìm hiểu đó là liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, cũng như liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Thì đầu tiên mục 1 chúng ta sẽ nhắc lại về quan hệ thứ tự trên tập hợp số. Thì trên tập hợp số thực, khi ta so sánh hai số A và B thì chúng ta sẽ xảy ra một trong ba trường hợp sau đây. Trường hợp đầu tiên đó là A nhỏ hơn B. Trường hợp kế tiếp là A với B bằng nhau. Và trường hợp cuối cùng là A lớn hơn B. Thì trên trục số thực, ở đây là trục nằm ngang, chiều của chúng nó sẽ đi từ trái sang phải. Thì điểm biểu diễn cho số nhỏ sẽ nằm bên trái của điểm biểu diễn cho số lớn hơn. Ở đây ta thấy là trừ 3 nhỏ hơn trừ 1, cho điểm trừ 3 nằm bên trái của điểm trừ 1. Chúng ta đi vào tiếp một phần chú ý sau đây. Nếu A không nhỏ hơn B thì em thấy ta dùng phương pháp loại trừ, không nhỏ hơn B, vậy loại nó đi, là còn lại hai trường hợp, đó là A bằng B hoặc A lớn hơn B. Và như vậy ta sẽ ghi ký hiệu là A lớn hơn hoặc bằng B. Thì tương tự như thế, A mà không lớn hơn B, vậy thì A sẽ nhỏ hơn hoặc bằng B. Là giùm em anh nha, tìm hiểu cái ví dụ sau đây nó có hai ý. Ý đầu tiên, x mũ 2 lớn hơn hoặc bằng 0. Thì em nhớ lại, một số mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì người ta gọi nó là số không âm. Bởi vì định nghĩa thôi, số âm là nhỏ hơn 0, vậy thì không âm thì nó phải là gì? Lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, thầy sẽ nói thêm tại sao luôn luôn mình có cái khẳng định là x mũ 2 luôn luôn là lớn hơn hoặc bằng 0. Thì x mũ 2 nó chính là gì? X nhân x, nó nhân chính nó. Mà em biết rồi, số dương nhân số dương cho ra số dương, số âm nhân số âm cũng cho ra số dương. Và nếu như 0 nhân 0 thì sẽ bằng 0. Vậy thì ta thấy rõ ràng là gì? Với mọi giá trị của x thì x mũ 2 tức là bình phương nó lên cho ra kết quả là một số luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Là thầy cũng lưu ý với em, không phải là x mũ 2 mà có thể là mũ 4, mũ 6, mũ 8 vân vân, nói chung là mũ chẵn. Một lũy thừa mà có với số mũ là chẵn thì nó luôn luôn là một số không âm. Còn ở đây là trừ x mũ 2 thì cái trừ x, cái dấu trừ này nó là số đối thôi em, mình hiểu định nghĩa số đối. Số đối của số 0 là 0, còn số đối của số dương thì sẽ là số gì? Số âm. Vậy thì trừ x mũ 2 nó chính là gì? Là số 0. Không gì. Tiếp tục chúng ta đi vào phần thứ hai, đó là bất đẳng thức. Thì đẳng thức để mang biết đó là dấu bằng, còn đây không phải hẳn đâu. Đây, các cái hệ thức có dạng A nhỏ hơn B, A lớn hơn B, A nhỏ hơn hoặc bằng B, và cuối cùng là A lớn hơn hoặc bằng B, thì gọi là bất đẳng thức. Thì trong bất đẳng thức, ví dụ như A nhỏ hơn B thì cái phần mà đây là dấu bất đẳng thức nè em,
Thì cái phần nằm bên trái của nó người ta gọi là vế trái của bất động thức, và như vậy phần còn lại chính là vế phải của bất động thức. Ví dụ x cộng 7 nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì cái x cộng 7 này chính là vế trái của bất động thức và vế phải chính là 10. Chúng ta đi vào mục thứ ba, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Đây là chúng ta tìm hiểu nè. Bây giờ trước đó thầy đưa ra một vài ví dụ. Ở đây thầy có kết quả là đầu tiên là mình nhận xét là rõ ràng 2 nhỏ hơn 5 là đúng không? Rồi. Và kết quả kế tiếp là thầy sẽ cộng cả hai kết quả này cho cùng một số, đó là số mấy đây? Số 7. Thì em lấy 2 cộng 7 là mấy? Thu được kết quả là 9, bên đây 10, 12 thì rõ ràng 9 nhỏ hơn 10, 12. Vậy thì bây giờ thầy viết lại trình bày thôi. Nếu thầy có 2 nhỏ hơn 5 nữa chưa? Suy ra ở dưới là 2 cộng 7, đó là cộng 7 vào bên này thì bên này cũng cộng 7 luôn. Nắm được chưa nào? Làm em để cái chiều rồi. Đây. Thì ở đây thầy muốn nói là gì? Hai cái bất thức này người ta gọi là hai bất đẳng thức cùng cùng chiều. Tương tự. Hồi nãy giờ mình cộng hai vế cho 7, bây giờ ta không cho thử một ví dụ nữa, bây giờ cộng hai vế cho trừ 3. Thì ở đây em thấy rõ ràng 2 mà cộng với trừ 3 thì thuộc kết quả là trừ trừ 1. 5 cộng với trừ 3 thì ra là 2, thì rõ ràng trừ 1 thì phải nhỏ hơn 2. Và như vậy ta sẽ có một kết luận tổng quát sau đây. Nếu A nhỏ hơn B thì suy ra A cộng M nhỏ hơn B cộng M và ngược lại. Nếu ta có A cộng M nhỏ hơn B cộng M thì suy ra A nhỏ hơn hơn B. Thì trong cái phần này đây, thấp biểu bằng lời, khi ta cộng cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số thứ ba thì ta sẽ được một bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức là cho đây. Ở đây thì lưu ý mấy em thì nói ngược lại là cộng nè, ở trên nè, từ vế nhất qua vế thứ hai thì ta cộng hai vế, còn từ cái dòng dưới, từ cái thứ nhất cũng ra được cái thứ hai thì mẹ em sẽ là gì, bớt đi. Thì thật ra đó, hai phép toán cộng trừ là hai phép toán ngược của nhau, trừ cho số nào đó là cộng cho số đối thôi. Nè đây, cái thầy nói lại cái hồi nãy là hai cái bất thức này là cùng chiều của mẹ em, các bạn nhớ cái dấu này nè, thấy chưa? Thì đương nhiên nó đã nói cùng chiều thì là một lát thì mẹ em sẽ tìm hiểu nó sẽ là ngược ngược chiều. Mà trong cái sao này, trong cái này ở đây mình có thể kẹp thêm chú bằng vô nữa cũng được nha. Đó, thì lưu ý mấy em, thì cái điều bằng là hiển nhiên rồi, nếu a bằng b thì giờ cả hai này đều cộng cho một số, đương nhiên là cái tổng của chúng bằng bằng nhau. Thì ở đây thầy nhấn mạnh lại một ý, để vận dụng cái tính chất này á, thì em sẽ thấy khi chúng ta so sánh hai cái tổng thì mình phải xem nó có giống nhau ở số hạng nào. Vậy thì chúng ta chỉ việc so sánh số hạng còn lại. Nắm được chưa? Thì cái phần trong sách giáo khoa nó có mấy bài tập cũng thế, đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ tư, liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Ở đây thầy cũng làm lại y chang giống như cái ví dụ này, nhưng mà bây hồi nãy là cộng, mà bây giờ không phải cộng mà là gì, nhân. Đây kiểm tra với thầy, 2 nhân 3 bằng 6, 5 nhân 3 bằng 15, thì rõ ràng so sánh 6 thì nhỏ hơn 10, 15. Đây thấy chưa nào? Đây bây giờ thầy không nhân hai vế cho 3, giờ thầy nhân số khác. Bây giờ thầy nhân cho trừ 4. Thì em kiểm tra lại với thầy, 2
2 nhân trừ 4 là trừ 8, 5 nhân trừ 4 là trừ 20. À, trừ 8 các bạn xem em, lớn hơn trừ 2, 20. Như vậy đây có cái sự khác biệt. Đây, nhìn lại, nhìn hai dòng cuối, hai bên này. Cũng là hai nhọn 5 ha. Nhưng mà bên này 2 nhân 3 thì dẫn đến kết quả là gì? Nhỏ hơn. Còn ở này thì sao? Quay ngược lại, lớn hơn. Như vậy mấy em thấy nó có sự khác biệt nha. Và nếu mấy em làm thêm một số ví dụ nữa thì ta sẽ đi đến một cái luật tổng quát sau đây. Mấy em nhìn lên. Đây. Cho A nhỏ hơn B. Thế như nào? Nếu K là một số gì đây mấy em? Số dương. Thì suy ra tích AK nhỏ hơn tích B về K. Và ngược lại, nếu có tích AK mà nhỏ hơn tích BK, và nếu như K là một số dương thì suy ra A nhỏ hơn B. Thì ở đây mấy em thấy đây chính là hai bất đẳng thức cùng cùng chiều. Thấy chưa nào? Rồi. Còn trong trường hợp K là số gì đây? K là số âm, thì em thấy hai bất đẳng thức này nó ngược chiều. Như vậy nó khác với cái gì? Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Trong liên hệ giữa thứ tự và phép cộng á, thì hai bất đẳng thức luôn luôn là cùng cùng chiều. Còn khi mà mem vận dụng phép nhân á, thì mem phải để ý là mình nhân cả hai vế của bất đẳng thức cho số gì, dương hay âm. À, nhớ nếu mà nhân số dương á, thì bất đẳng thức thu được cùng cùng chiều. Còn nếu mà ta nhân cả hai vế cho số âm thì bất đẳng thức bằng sao em? Phải đảo chiều liền, ngược chiều lại. Này, khi ta nhân hoặc chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số dương thì ta được một bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức bây giờ. Thì ở đây thầy nói với em, nhưng mà em biết chia tức là nhân nghịch nghịch đảo thôi, cho nên là thầy phát biểu vậy luôn. Và nếu cho số âm thấy chưa, số âm thì ta được một bất đẳng thức ngược chiều với bất đẳng thức đã cho. À, như vậy khi làm bài thì mấy em cần lưu ý điều này nha. Và mấy em để ý nó cũng giống như tính chất phía trên, đó là gì? Để so sánh hai tích thì mấy em coi coi nó có cùng một thừa số nào không. Ở trên là thì ta chỉ việc so sánh thừa số còn lại. Nhưng mấy em phải phân biệt nha, có hai trường hợp. Hai cái tích này nó có chung một thừa số, mà nếu mà cái thừa số đó mà số âm thì sao, mà số dương thì sao ha, nhớ cho thầy. Đây, đây là cái bài tập. Cho trừ 4A thì lớn hơn trừ 4B. Bây giờ so sánh A và B. Thì ở đây em thấy trừ 4A mà tâm ta so sánh A ở đây tức là A là A nhân 1. Như vậy giống như bài toán tìm x thôi mấy em. Ví dụ 4A bằng 20. Giờ muốn tìm A thì lấy gì? 20 chia 4 thì về đây là trừ 4A. Muốn tìm A thì ta chia cho trừ trừ 4. Bên này cũng vậy, chia cho trừ trừ 4 thì ra B. Thì mấy em nói chia, chứ thật ra thì đây chính là thằng nhân cho nghịch nghịch đảo. Đây, nghịch đảo của trừ 4 là trừ 1 trên 4. Thì mấy em thấy khi mà áp dụng nè, liên hệ giữa thứ tự và phép nhân nè, thấy chưa? Thì mấy em nói nhớ nha thầy, nhân hai vế cho bao nhiêu? Nhân cả hai vế cho trừ 1 trên 4. Xác định liền, trừ 1 trên 4 là số gì? Số âm. Vậy bất đẳng thức mới thu được phải sao? Đảo dư lại, thấy chưa? Hồi nãy nè, ta đọc từ trái sang phải nè, thì vế trái lớn vế phải thì bị dần ngược lại sẽ là gì? Vế trái nhỏ hơn vế phải. Và kết hợp trừ 1 trên 4 nhân với trừ 4 là 1, 1 nhân A là
a cái này viết lại thôi, rồi cuối cùng đi đến kết luận là a nhỏ hơn thằng b. Rồi tính chất bắt đầu của quan hệ thế tận, đây là một cái hình ảnh rất quen thuộc ở lớp dưới thôi. Ở đây người ta biểu diễn ba số mấy em, số a, số b, số c, thì nhìn vô đây tức là a nằm bên trái của điểm b, điểm b là nằm bên trái của điểm c. Rất là ta có nếu số a nhỏ hơn số b đồng thời b nhỏ hơn c thì kết luận được a nhỏ hơn c. Thì cái tính chất bắt đầu này nó không phải là chỉ như vậy, mình hiểu nó hơi mở rộng hơn. Ví dụ như ta có số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai nè, rồi số thứ hai là nhỏ hơn số thứ ba nè, rồi tiếp đó số thứ ba là nhỏ hơn số thứ tư, cứ thế thì em sẽ đi đến kết luận là số đầu tiên nhỏ hơn số cuối cùng. Là trong đây có một cái bài tập, tức là ở đây người ta cho a thì lớn hơn b, chứng minh rằng a cộng 2 thì lớn hơn b trừ thì 1. Thì ở đây á thì mấy mình ta thấy nè, ở đây thầy sử dụng tính chất bắt cầu liên tiếp đó. Đây mấy cảnh sát cho thầy thử đó nha. Đây xuất phát từ a lớn b nè, thấy chưa nè, nhìn đi. Giờ bây giờ a cộng 2 thì sao với so với a thì chắc chắn mấy mình thấy sao, a cộng 2 này sẽ lớn hơn a, mà a này lại lớn hơn b. Cái b này thì lại sao, lớn hơn b chữ chữ một a. Như vậy thì mình sẽ nối một lần nó sẽ ra đây em coi. Đầu tiên thầy nêu nè, a cộng 2 lớn nè, thì ở đây là gì, a tức a cộng không em, dùng tính chất hồi nãy đó, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Rồi tiếp tục a lại lớn hơn b thì cái này là giả thiết để vào chỗ. Rồi b thì lại lớn hơn b trừ 1, tại vì đây b là b cộng 0, còn đây là b cộng với trừ 1 thì không lớn hơn trừ 1. Như vậy ta nói là a cộng 2 lớn hơn b trừ 1. Thì trong sách giáo khoa nó cũng có cái phần trình bày khác, thì mấy em có thể đọc thầy trình bày khác thôi. Đó thì trong bài học hôm nay mấy em cần lưu ý cái gì, nhớ cho thầy hai cái tính chất, một cái là cộng cả hai vế của bất định thức cho cùng một số thứ ba, và một cái là gì, nhân cả hai vế của bất định thức cho cùng một số thứ ba. Thì trong trường hợp nhân, em nhớ đương nhiên là không có nhân với không rồi, vì bất kỳ số nào nhân với không thì cũng bằng không hết, cho nên người ta loại trường hợp đó. Và khi nhân, em nhớ nếu mà em nhân cho cả hai vế cho số dương thì bất định thức mới thu được cùng chiều với bất định thức đã chọn. Còn khi chúng ta nhân hay là chia cả hai vế cho một số âm thì bất định thức thu được sẽ ngược chiều với bất định thức đã. Và phần đọc đến đây là thầy tạm ngừng. Thầy chào các em.